Cửa ra đây, cái cửa này nhá, mình cửa nó ở bên này nhá, mình đóng vào này nhá, Đúng rồi. thì nó có một cái lỗ này anh em mình này, một khi mình có cái tay áo mình thò này cho mình móc cái khóa bên ngoài này, hôm nay lại đéo móc bây giờ, thì mình vào mình mới rút vít vào trong, bắt đầu cạo lấy cái bay cạo cạo phần này thì mẹ nó mới ra thì nè, Nó đập vào cửa, nó đập nó vào rung rung cửa rung. nó mới bật bẹ cửa ra, Bật chốt. cửa nó bật ra ngoài, không không chốt, nếu chốt thì không được gì, cho nên bây giờ kể cả vào rửa chuồng chiếc này cứ phải vào phát là phải chốt đã, xong bắt đầu mới rửa đấy, bị một lần mới là bài học. Thế là coi là không còn lại một con trong nhà, chứ con nó tầm khoảng độ 100 con, ta định thả mẹ luôn, ta định định nhịp mẹ đứng là thua mẹ luôn, nó chán rồi chứ. Mẹ mà buổi chiều nha, ta nói mày chiều mới nội mưa lất phất nha, mà không nó tất được vườn vải với con mẹ con ta.